Các bạn thân mến, mỗi chúng ta ai cũng có một ước mơ cho riêng mình. Có ước mơ to lớn vĩ đại, ước mơ bay bổng và lãng mạn. Có ước mơ lại rất giản dị, nhưng đều hết sức đẹp đẽ và đầy ý nghĩa. Vậy ước mơ của bạn là gì? Còn chúng tôi, ước mơ muốn thổi bùng lên ngọn lửa đam mê và thắp sáng giấc mơ khiêu vũ cho thật nhiều người khiếm thị Việt Nam. Và khát khao ấy đã được hiện thực hóa trong một hành trình tuyệt vời mang tên Bước nhảy xóa mọi khoảng cách PASS 2. Nối tiếp thành công từ mùa 1 vào ngày 17 tháng 4 năm 2022, Hội Người Mù thành phố Hà Nội cùng với Hội Người Mù quận Đống Đa và Câu lạc bộ khiêu vũ người khiếm thị Hà Nội Solar Dance Club đã tổ chức thành công cuộc thi Bước nhảy xóa mọi khoảng cách PASS 2 tại Học viện Múa Việt Nam. Các bạn biết không, thật tự hào và hạnh phúc khi đây là cuộc thi duy nhất trên thế giới nhưng lại được tổ chức thường niên ở Việt Nam. Mùa 1 nối tiếp mùa 2, thành công này nối tiếp thành công khác. Và chúng tôi vẫn luôn ở đây cùng với người khiếm thị Việt Nam để chinh phục giấc mơ khiêu vũ. Khiêu vũ thể thao Dance Sport tưởng chừng là một bộ môn nghệ thuật bất khả thi thì nay đã được thể hiện đầy tự tin và thành công bởi những người khiếm thị Việt Nam. Lần thứ hai, ngay tại sân khấu này, cái nôi của nghệ thuật múa Việt Nam, một bức tranh nghệ thuật đầy màu sắc đã được vẽ lên từ những bước nhảy tài tình của những cô gái khiếm thị. Dường như âm nhạc và tình yêu nghệ thuật đã chấp cánh cho những bước nhảy được thăng hoa hơn. Đó có thể là những vòng xoay liên tục mà du dương êm ả, những pha đồ người hết sức điệu nghệ, hay những bước đá chân mạnh mẽ mà không hề quyến rũ, là những màn biểu diễn rực rỡ sắc màu, khi sôi động phóng khoáng, lúc lại vô cùng quyến rũ và lãng mạn. Tất cả điều đó như đưa người xem lạc vào thế giới, lạc vào ngày hội của khiêu vũ, nơi không còn khoảng cách giữa ánh sáng và bóng tối, chỉ còn nhịp điệu, bước nhảy, âm nhạc và tình yêu. Đó cũng là một câu trả lời mạnh mẽ rằng bạn có thể không nhìn thấy. Điều đó không quan trọng, quan trọng là bạn có ước mơ, đam mê và sự nỗ lực, bởi nghệ thuật là bình đẳng và khiêu vũ là không khoảng cách. Bước nhảy xóa mọi khoảng cách chính là bước nhảy của tình yêu, bước nhảy của một hành trình nỗ lực vượt lên chính mình. Hơn 60 thí sinh tham dự cuộc thi, cũng là ngần ấy ước mơ đã được thắp sáng lên trong hành trình này. Mỗi tiết mục không chỉ là lời khẳng định về khả năng của người khiếm thị trong nghệ thuật, mà còn là một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về nỗ lực vươn lên phá bỏ mọi giới hạn của bản thân, khao khát thể hiện ước mơ và tự tin tỏa sáng. Khi bạn có một quyết tâm lớn và một đam mê mạnh mẽ, thì PASS 2 sẽ là nơi bạn có thể chạm tay tới ước mơ. Hạnh phúc vỡ òa khi 26 bộ huy chương vàng bạc đồng đã được trao cho những tập thể, những đôi nhảy xuất sắc nhất bởi một hội đồng giám khảo chuyên môn và uy tín. Trong giây phút thiêng liêng đó, có cả những giọt mồ hôi, những vết thương chưa kịp liền ra, những ngày tháng tập luyện miệt mài, những giọt nước mắt hạnh phúc và cao hơn cả là lòng biết ơn vô bờ bến dành cho người thầy tuyệt vời của tất cả chúng tôi, huấn luyện viên Tô Văn Hòa, người đã đặt nền móng cho bộ môn khiêu vũ người khiếm thị và cũng là người luôn yêu thương, dìu dắt tất cả thế hệ học trò trưởng thành qua các mùa của bước nhảy xóa mọi khoảng cách. Chính vì tất cả điều đó mà trong suốt hành trình của bước nhảy xóa mọi khoảng cách luôn có những người bạn tuyệt vời. Liên tiếp qua hai mùa, PASS luôn nhận được sự yêu mến của đông đảo cộng đồng xã hội, sự chung tay góp sức của rất nhiều mạnh thường quân, các nhà tài trợ lớn, sự hỗ trợ nhiệt thành của các tình nguyện viên, cũng như sự quan tâm đồng hành của truyền thông các báo đài. Hình ảnh cuộc thi cùng với những lời ngợi khen liên tục xuất hiện trên các báo, trên các kênh truyền hình từ trung ương đến địa phương, như một hình ảnh đẹp về ánh sáng niềm tin và quyết tâm cống hiến vượt lên chính mình của người khiếm thị Việt Nam. Bước nhảy xóa mọi khoảng cách PASS sẽ luôn là điểm hẹn hàng năm, là ngôi nhà gắn kết những tâm hồn đam mê khiêu vũ tìm về. Chúng tôi có thể mỗi người một hoàn cảnh riêng, một câu chuyện riêng, một nỗi niềm riêng, nhưng đều có chung một khao khát, một tình yêu với khiêu vũ và có một niềm tin vững chắc rằng khiêu
khiêu vũ sẽ sớm trở thành một bộ môn thi đấu trong Đại hội Thể thao Khuyết tật Việt Nam. Bởi nghệ thuật là bình đẳng, vượt qua giới hạn, bạn sẽ chạm tay tới ước mơ.